Ok, hôm nay là 4th of July 2022. Vợ chụp hình nó sáng đẹp quá. Đây, hai cái bún bò Huế của vợ Triều Châu, Saint Paul World. Rồi con gái Một ngồi cái xuống tôm đây nè. hùm của Cơm Bella, lobster của cơm Bella. lobster, cơm chiên lobster Cơm chiên của lobster The or The Delicious Crab in Saint Paul. Bella. Bún bò thì của Bún bò thì của ba. bún Mời bò của Bella. ba với mẹ. Còn cái này là găng tay để lột ăn nè. Còn ba qua đây ngồi, mẹ làm bún bò ra ăn. Để mẹ lấy muỗng cho, mẹ lấy muỗng đàng hoàng cho. Oh my gosh. Còn Tuyệt đây vời mẹ ông lấy mặt muỗng trời cho nó luôn một nha. chút, để mẹ lấy muỗng cho. Chúc mừng Ăn cơm 4th xong of thì mẹ. July, happy 4th of July 2022. Hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 7 2022, tức là 4th of July của Mỹ đó. Chúc mừng nha. Bella giỏi chứ, Bella biết lột luôn kìa. Tụi Luscious Crab nó cho đồ để thau để chùi nè, ăn xong nó giơ tay chùi tuyệt vời quá trời luôn. Wow, cái này The Delicious Crab in St. Paul, 501 St. Paul University Avenue, đối diện Triều Châu. Và cho nên tôi qua bên Triều Châu tôi mua hai cái bún bò Huế, không hồi muốn hồi quay Cái thằng đồ Thái đó, mà Thái nó mà không đóng Thái nó cửa đóng đó. cửa, mình vô 8 giờ nó đóng cửa rồi, nó không cho order gì hết. Mà Triều Châu này nó cho nước mắm tôm rất là Nồng. nồng ha, tuyệt vời. Mắm Như tôm vậy hơi tốt bị thôi, nồng luôn. ăn authentic Vietnamese thôi. Ok Bella, xong rồi ha. Dạ bé ba. Oh my Rồi lột cái vỏ tôm ra đi. god, yummy quá, yummy her tummy. Đây lột cái vỏ ra, con moi cái thịt ra, con kéo cái thịt ra, con cầm con kéo cái thịt ra. Triều Triều Châu và Delicious Club, hai nhà hàng I đối have diện no nhau, idea to do this. không có Lột compete, lột cái thịt ra. không có compete với nhau, tại vì một cái là Vietnamese, một Đó cái thì giờ mẹ là làm đồ mắm ấy. ra. Đang là thẳng luôn con gái. Đó rồi. Được bác sao ba né ra rồi. Tưởng mà chụp một cái rồi mà. Wow. Tại sao bỏ đồng hồ Rolex xuống làm gì ta? Chẳng Chẳng chứ sao. chứ sao hả? Đây đây mẹ giúp cho. Rolex là phải ăn sang chứ hả? Đây mẹ giúp cho nè. Nè, thật nữa. I cannot see. Oh. Đây mẹ giúp cho, này nó bén lắm. That's even more burn. Yeah, cái này nó bén lắm cho nên phải cẩn thận. Trời ơi, Bella được phục vụ, Đây tôi mẹ lột một châu đãi viên phục vụ cho Bella là nó bén mẹ. lắm, nó đứt tay, nó bén lắm. Bang Wang Club. Tôm hùm. Không phải là dơ mà là nó bén lắm, đứt tay. Con còn bé lắm nè, nó bén lắm nè, nguy hiểm lắm, đứt tay một cái. Hai bố con tôi mặt giống y nhau. Đấy Bella. Chút cơm ăn. Tí nữa mẹ lột cái đó cho ăn. Mẹ làm tôm bún bò cho ba trước nha. Ok, làm tô bún bò đi. Nóng quá bật máy lạnh lên ha. Ok, bye bye for now. Bye bye. Happy 4th of July to everyone. Tối hôm qua mình đi coi pháo bông rồi, cho nên tối nay ăn xong là nằm ình ra ngủ thôi. Ngoài ngủ mà nằm ình ra dưỡng bệnh, để dưỡng sức khỏe thôi. Bắn pháo bông kiểu Việt Nam thôi. Bà thích ăn bắp cải ha.